Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Ông. Hôm nay sáng nay An Ông lại tiếp tục quay trở lại với nhà em Ly. Sáng nay rất là lạnh. Ở đây là không cập nhật được vị trí cụ thể nên không biết bao nhiêu độ. Nhưng ở dưới kia thì lúc nãy An Ông cập nhật đấy thì vào là cập nhật thời tiết thì 16 độ. Bên phía trước bên kia cũng có ánh nắng nhưng mà rất là lạnh, vùng cao các bác nhìn thấy này, những cái cây cỏ này có nước này. Đấy, sương nó rơi dính cái cây cỏ này toàn nước này. Rất là lạnh luôn, buốt, lạnh buốt. Còn đằng trước này là idol Vinh Tiền Lẻ. Rất là lạnh luôn, anh Hùng mặc hai cái áo, hai cái áo rét luôn đây, một cái bên trong một cái bên ngoài mà vẫn thấy lạnh, lạnh buốt kinh khủng luôn. Ôi trời ơi, những cái cây cỏ này ướt hết, sương nó rơi. Ôi trời ơi, tiếng người ướt hết đấy, rất là lạnh buốt nên là không biết các em như nào. Lạnh này không biết là mấy đứa nó có quần áo gì mặc hay không. Ở đây cũng có hai một cô hai hoàn cảnh khác nhau, nhà dưới nhà trên. Nhà dưới thì bốn đứa, còn nhà trên thì 5 đứa. Sáng sớm lạnh thật, giờ này cũng 8 giờ rồi. 8 giờ, đúng 8 giờ luôn mà cũng rất là lạnh, lạnh buốt kinh khủng luôn. Đây các bác nhìn cái tường nhà của các em này, vỡ nứt hết này, tất nứt hết. Còn đằng trước thì lấy mấy cái tấm, ui đi đâu nhỉ, trước thì lấy mấy cái tấm cái nứa đan để che. Ly ơi, Ly con ngủ à? Với đi đâu chứ? Ôi, ai ngủ đây? Ui, Thôi à? Không phải, ai đấy nhỉ? Từ từ nào. Từ từ. Từ xin chào là. Dung Lì hả? Dung Lì. Cho mấy dòng mốt từ ta nào. Cho mấy dòng mốt từ. Bây giờ Khả năng là ở bên nhà chú hay sao á. Còn ở trong kia thì có một ông ngủ đấy. Không biết là anh em kiểu gì. Ly mũ từ à? Ly nè. Thơ. Thơ. Ly đi đâu à? Mũ từ. Em Ly lại đi nhặt rau. Thế rau rau của rau ở dưới này, rau của nhà dưới này đầy đấy. Đâu? Không có bò nữa mà. Ly đi lấy rau bò à? Lấy rau bò nữa mà. Lấy rau bò cho em ấy gì? Vâng. Ừ.
Còn bò này là của nhà em đúng không? Ui rồi lạnh quá. No no tía. Bò lạnh lông dựng thẳng lên. Quá lạnh, lạnh buốt. Này không phải nhà ông rồi. Đang là em Ly đi xuống dưới này lấy cỏ cho bò nhà chú. Đấy hỏi chú của Ly, chú của Ly bảo là nói là xuống dưới này để lấy cỏ nhưng mà không biết là lấy ở chỗ nào. Còn đây là cũng là chú của nhà Ly. Đây đây là em Ly đây ạ. Đấy, lạnh kinh khủng mà mặc áo không có áo mặc. Nãy chú của Ly bảo đi lấy cỏ nhưng không phải, đi xuống như này để sưởi ấm. Đấy, mùa đông lạnh rét này mà không có áo. Đây anh ông mặc như này. Ông vẫn thấy lạnh. Đi, đi về đi. Đi về xem mặc có cái áo nào mặc thêm áo chứ. Đặc biệt là em Ly cũng rất là thiệt thòi không được học nên là không biết nói tiếng phổ thông. Rất là lạnh. Áo không có màu mặc. Nơi này chỉ mặc mỗi cái váy với lại cái áo như thế xong rồi đi sưởi ấm ở bếp. Nó sẽ cái táo. Nó ăn mùa hao. Nó là. Như này nó còn lạnh mà Ly em Ly ở trên này cao nữa này, những cái cây cỏ nước nước là buổi sáng sớm nó mặc như này thì em nó mặc như này thì không đủ ấm luôn, không đủ ấm cho cơ thể luôn. Anh nói anh sắp đến rồi. Anh xem còn cái áo nào khác mặc không? Đấy, úi giời, mặc cái đấy làm sao mà ấm được? Chết rồi. Làm thế làm sao mà ấm được? Áo mỏng tí. Nó chỉ nhớ. Nó. Hả? No. Đây em nó mới mặc được như này nữa. Đấy, đi xuống nhà chú ở dưới thì đi sưởi ấm, sưởi lở lửa ấy. Nên là nó đỡ. Đấy, nhìn người run run kiểu gì. Nó lạnh. Nhóm bếp đi. Nhóm bếp. Nhóm bếp cho nó đỡ lạnh. Nhất tao lơ mà. Rất là lạnh. Sáng sớm buốt lắm. Còn đây là cái áo, chắc là áo của anh trai. Anh trai của Ly sao đấy. Nó lấy cho nó cho em nó mặc tạm đi. Kìa anh trai cũng thế. À, cái này không biết là áo của ai to thế nhỉ? To lắm. Nãy anh ông thấy rét lạnh quá thì mới bảo em nó đi lấy củi về để nhóm bếp để sưởi ấm. Cái hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn, cũng rất là nghèo, không có một cái gì,
Từ lúc bố các em còn sống thì cũng không để được cho các em nhiều. Đây có mỗi mấy cái một cái này cái để đồ mèn mén với lại cái nồi này. Đây một cái nồi nữa, một cái chảo nữa, một cái chậu nữa. Tài sản của bố để lại đấy. Tài sản của bố các cháu để lại với lại mấy cái bát. À đây cái gói mà chính các em tiết kiệm được nhiều thế nhỉ, em nọ mua lên cho cũng tương đối là lâu rồi mà vẫn còn. Nãy bà em nó đi lấy cỏ nhưng mà không phải, lạnh áo không có mặc đi lấy cỏ mà chết rét. Dòng ga mùi á, không biết nói tiếng nên là thấy em Ly rất là ngại. Của tao sẽ nó thấy mùi mà. Ở cho nù này. Còn đâu? Các em thì đi học hết, anh với lại em học. Ờ, tụi tôi lòng mùa còn đơn giản mà. Lạnh lắm. Tay buốt hết. Đều nãy anh mua cho ít bánh này. Bố chị bóc. Bố cho nị chị. Đi. Chị đi chị. Chua. Chua. Nó chua. Tao 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 chó. Hả? Em mua được ít bánh rán cho em nó ăn. Còn các em của Ly thì cũng đi học hết rồi. Em với lại anh, một anh đi học. Nếu mà hôm nào mà rảnh rảnh thì lên làm một quay tất cả năm anh chị em ở đây. Nếu mà các bác để ý cái video đầu tiên nhất của An Nông ấy thì là đầy đủ 4 năm anh chị em. Cái video đầu tiên nhất là đầu năm 2022 ấy. Để đây nhá. Thế à? Chua nè. Nhà chị. Hả? Nhà chị. Chị. Ờ. Chị đi nè. Hãy chạy. Ai đi chạy. Hú đi chạy. Hồn chúa này Chua. nè. Đấy. Giờ ấm hơn rồi. Mặc phong phanh rách. Dở hết. Anh ông cũng lên hình rất là nhiều lần rồi, ghi hình ở cái hoàn cảnh em Ly rất là nhiều lần, nhưng mà các cháu chưa chưa gặp, vì cái video chưa lan tỏa nên là các cháu chưa được gặp các cái chưa 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 có duyên để gặp các cái nhà hảo tâm, cũng rất là các cháu nhất là mong được cái áo ấm, áo mặc, cơm ăn hàng ngày. Mà cũng công nhận là Ly cũng rất là giỏi luôn. Ly một mình một thân mà là một mình mà ở nhà nuôi em anh trai nữa, một anh trai, còn ở dưới Ly là ba em trai em gái nữa cũng đi học. Ly thì ở nhà hàng ngày còn giúp cả nhà chú bên cạnh này lấy cỏ cỏ bò nữa, nhất là chịu khó. Nếu các cháu mà được, nếu em nó mà được
một con vật gì nuôi chắc cũng hay. Nuôi lợn hoặc là nuôi bò gì đấy. Nuôi dê. Trước mắt ấy thì cũng mùa đông đến rất là lạnh rồi. Vì em Ly cũng không biết nói nên là anh ông sẽ thay mặt em Ly xin các bác, các chú, các anh chị có quần áo thì gửi cho em Ly với lại một anh của em Ly đang học lớp 8 với lại ba đứa em của em Ly nữa. Hiện tại thì ở trên vùng cao rất là lạnh. Sáng nay thì cập nhật ở vị trí khác thì lên 16 độ nhưng mà hiện tại lên đến nhà em Ly thì không có mạng nên là không cập nhật được nhiệt độ. Không biết là nhiệt độ là hiện tại là bao nhiêu độ ở trên này thì anh ông thấy rất là lạnh. Nên anh ông mặc rất là nhiều quần áo luôn. Đây. Đây. Rất là nhiều luôn này. Hai cái áo rét lồng vào nhau. Rất là lạnh. Mà các cháu ở các em ở trên này chịu quen rồi nên là không có nên đành phải chịu. Chỉ ngồi bên bếp để sưởi ấm. Không có lửa thì các em cũng rất là lạnh nên là các em mùa đông như này rất là tốn củi. Toàn là đun bếp để sưởi ấm. Thò thứ bảy chị lo chơi là Lo chế má, lo chế bí mò cho khá mò. thứ bảy lo pư pư y mò mà chủ nhật thế mù. Ừ. Hiện tại thì về cái ngô của các em cũng rất là ít. Năm em cũng ăn cũng tương đối đấy, cũng không phải ít đâu, ăn nhất là nhiều đấy. Mà một một mình một tay em Ly cũng làm được cái việc đấy. Em Ly có 12 tuổi đấy. Vinh làm được không? Người ta có 12 tuổi là người ta rất giỏi luôn, nuôi một anh học với lại ba em nữa. Cũng rất là mong quý cô bác và anh chị và các nhà hảo tâm theo dõi video của anh ông thì nếu thương các cháu thì gửi cho các cháu quần áo để che ấm cái mùa đông này. Hôm nay là ngày mùng bao nhiêu tháng 10 nhỉ? À đâu, hôm nay mùng 10 tháng 10 rồi. Rất là lạnh, vùng cao. Mùng 10 tháng 10 âm. Rất là lạnh. Cũng rất là mong là được cái trước mắt đầu tiên là cái quần áo đó. Quần áo để cho các em mặc để ấm đó. Còn cơm thì hiện tại thì các cháu các em cũng rất là thiếu. Em được dừng đây. Cô bác xem video nhớ bấm đăng ký, rung chuông và chia sẻ cái video này để anh ông có động lực đi quay các cái hoàn cảnh khó khăn tiếp để chia sẻ lên trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác video sau.